Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 12 2023 trên đoạn đường Đặng Thúc Vịnh của Hóc Môn hướng ra đường Lê Văn Khương của quận 12. Thì cũng như những con đường khác ở Sài Gòn thì đặc biệt con đường này có lẽ là vùng ven của Sài Gòn cho nên đặc biệt là rất là vắng. Quý vị cũng có thể hai bên đường đa số là đóng cửa và rất là ít shop, đa số là chỉ có những shop như bán thiết bị điện nước và vật liệu xây dựng mở cửa. Hiện tại thì tất cả đều là đóng cửa và chỉ có tạp hóa nhỏ. Quý vị cũng thấy hai bên đường mặt bằng đang chia bảng cho thuê và mặt bằng đóng cửa rất là nhiều, khá là buồn cho kinh tế ở Sài Gòn. Dạ vâng, thì cuộc bỏ qua chuyện kinh tế Sài Gòn đang khó khăn thì hiện tại đang khó khăn đều thì ai chúng ta cũng đều biết được. Thì em cũng xin chia sẻ một thông tin vào em cũng nhận được, đó là công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 235 người vụ 4 tiếp viên hàng không sắp ma túy. Thì sau hơn nửa năm mở rộng điều tra vụ 4 tiếp viên hàng không mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được gọi là công an ở Sài Gòn đã khởi tố tổng cộng 235 bị can. Nội dung này được ông Nguyễn Đức Thái, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc phát hiện sáng ngày 16 tháng 3 khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Lực lượng chức năng tìm thấy tổng cộng 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine và ketamine ma túy khay loại đắt tiền nhất trong vali của 4 tiếp viên. Thì 4 tiếp viên khai khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hóa về Việt Nam với tiền công là 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vừa trải qua chuyến bay nên họ họ chỉ xem qua là 4 tiết kem bánh răng cho nên không kiểm tra có gì bất thường. Khi tới sân bay của Pháp để về Việt Nam thì để về đến Việt Nam thì lực lượng chức năng nước sở đã tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho nên khi về đến Tân Sơn Bay Sơn Nhất. Thì sau hơn 6 ngày điều tra, công an quận thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên, xác định không biết bên trong lượng kem có ma túy. Liên quan đến vấn đề trật tự tại Sài Gòn thì viện trưởng Nguyễn Đức Thái cho biết cơ quan đã khởi tố mới là 9.345 vụ và 9.831 bị can. Thì bắt đầu công an ở Sài Gòn đã bắt đầu khởi tố vụ án và điều tra thêm 234 người liên quan vụ tiếp viên sách ma túy. Thì có thông tin nào thêm thì em sẽ cập nhật cho quý vị thêm. Có gì sai sót mong quý vị bỏ qua và thông cảm giúp em. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like và chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Thì hiện tại kênh của em rất là mới, chưa có gì hết, chỉ có đăng video lên để kỷ niệm với lại để quay cho những quý vị ở xa như nước ngoài cũng có thể thấy được hiện trạng thật của Sài Gòn, chứ em cũng không có gì hết. Thì mong quý vị ủng hộ em cho em một lượt đăng ký để em có tinh thần làm ra những clip đi quay những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị. Vâng, thì hiện tại em vẫn còn đang đi trên đoạn đường Đặng Thúc Vịnh của Hóc Môn. Trên cái đường Đặng Thúc Vịnh Hóc Môn này rất là dài quý vị, một đường lớn của Hóc Môn. Thì trên đây vào buổi tối hoặc là buổi sáng có rất là nhiều chốt kiểm tra về nồng độ cồn cũng như
tín hiệu giao thông mà đi đúng làn đường, mong quý vị có đi ngang qua đây thì lưu ý đặc biệt.